Tiếp tập 120, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000, tiếp phần trước. Nhưng từ Bắc vọng nhanh chóng thất vọng, không hiệu quả như mình nghĩ. Đám binh lính ngạc nhiên, pháp khí của Từ công tử lợi hại như vậy sao? Từ Bắc vọng mỉm cười, ma nguyên chính là chiến công, chiến công thì có thể thay đổi vận mệnh, hy vọng các người hãy nắm bắt cơ hội. Đám binh lính nghe xong liền hào hứng xông lên. Từ Bắc vọng mừng thầm, thành công rồi, sức mạnh của khoa học kỹ thuật, bé mèo cũng vui mừng, nhiều ma nguyên thật. Trong nháy mắt, mọi tà ma đều bị diệt trừ một người báo cáo từ công tử đại chiến thắng lợi từ bắc vọng nói trên tam giai thì đưa cho ta còn lại cho các ngươi chia phần đám binh lính lập tức nghe lệnh từ bắc vọng ra hiệu các ngươi nhanh chóng quay về thành tội ác ta đích thân đi đến ma quật đám lính liền lo lắng từ công tử nguy hiểm chuyển cảnh đến kinh thành chiều đường mọi người xôn xao báo cáo bẩm thiên hậu tân thành chủ truyền đến bẩm báo từ bắc vọng ở cấm địa đã chu ma trăm vạn đã bước vào ma quật rồi võ chiếu ngạc nhiên ba vạn sĩ binh mà hắn đem theo còn lại bao nhiêu người thầm nghĩ đại càn từ khi xây dựng nước chưa bao giờ có người nào lập ra chiến công như vậy lẽ nào người kia liền trả lời còn lại hai vạn năm nghìn người võ chiếu ra lệnh ta biết rồi lui xuống đi đem phần chiến báo này đưa đến phủ của trưởng công chúa trong lòng có chút ghen tức tiểu tử thối ngày nào cũng để ta phải nhận biết lại người trả trách lúc đó bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay theo lý mà nói chiến công như vậy có lẽ là nên được thưởng nhưng mà vẫn nên đợi hắn quay lại xem thử hắn có ý đồ gì nữa đây lúc này trưởng công chúa cũng nhận được tin điện hạ từ công tử ở cấm khu đã lập được đại công rồi trưởng công chúa thầm nghĩ tiểu tử thối rốt cuộc có đi làm chuyện mà bổn cung dặn dò hay không vậy chuyển cảnh đến bên trong cấm khu từ bắc vọng một mình bắn hạ các tà ma thu thập được không ít ma nguyên cậu tự hào lão đại không lẽ là nhớ đến mình rồi đấy chứ cứ cảm thấy khi vận chuyển bắc minh thần công huyết khí sẽ loãng đi vài phần vô duyên vô cớ công lực lại tăng trưởng cấm khu có thể áp chế được toàn bộ sức mạnh nhưng mình vận dụng minh khí lại rất thuận lợi chẳng lẽ vùng đất cấm kỵ này có bảo vật thân hòa với minh khí sao bỗng bé mèo cất tiếng ôi rớt rồi từ bắc vọng giật mình Ta không nghe nhầm đấy chứ, con mèo ngu xuẩn. Bé mèo bực mình, miêu miêu không ngu xuẩn, cả hai sau khi xác nhận lại liền vui vẻ, miêu miêu biết nói chuyện rồi. Từ Bắc vọng ân cần, được rồi được rồi, lần này không cần phải vất vả hiểu ngôn ngữ mèo của các ngươi rồi. Thầm nghĩ, đây chính là niềm vui của bản thân, không tệ, giọng nói cũng khá ngọt đấy. Bé mèo phấn khích, đồ xấu xa, miêu miêu muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được dơ lên cao. Từ Bắc vọng không đồng ý, trước khi ngươi chưa biến thân thì đừng hòng, nói rồi cậu thả béo mèo đi, được rồi, bản thân tự đi chơi đi thầm nghĩ vùng đất cấm kỵ này có thể áp chế sức mạnh tuyệt đối là có thể liên quan đến bảo vật bé mèo nhanh nhỏ bật mí đồ xấu xa nhỏ ngươi biết không đồ xấu xa lớn vẫn luôn nhìn lén ngươi tắm đấy từ bắc vọng hoài nghi đồ xấu xa lớn lão đại còn có chuyện như vậy sao bé mèo nói còn có rất nhiều nữa kìa mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu